Theo báo cáo sơ bộ cho thấy thiệt hại 10 ô tô, 2 xe máy và 13 người bị cuốn trôi. Phó Thủ tướng chỉ đạo các lực lượng ngăn chặn hai đầu cầu và dùng lưới để tìm kiếm người bị rơi xuống sông. Tuy nhiên, tỉnh báo cáo giải pháp cứu hộ hiện tại đang gặp khó khăn do lòng nước chảy xiết không thể cho người, phương tiện xuống ngay được. Thủ tướng đã có công điện giao cho Bộ Quốc phòng, Công an huy động lực lượng thực hiện việc cứu nạn cứu hộ. Sập cầu ở Phú Thọ, báo cáo sơ bộ có 10 ô tô, 2 xe máy và 13 người bị cuốn trôi. Nạn nhân thoát chết vụ sập cầu Phong Châu, bọn em rời tự do xuống. Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân hai lần bị khởi tố. Làm 9 người chết do mưa bão, xe khách chở 20 người bị vùi lấp. Sập cầu Phong Châu, Phú Thọ, báo cáo sơ bộ có 10 ô tô, 2 xe máy và 13 người bị cuốn trôi. Trực tiếp kiểm tra tại hiện trường sập cầu Phong Châu vào trưa ngày 9 tháng 9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước yêu cầu tỉnh Phú Thọ báo cáo sơ bộ thiệt hại từ vụ sập cầu. Theo báo cáo sơ bộ cho thấy thiệt hại, 10 ô tô, 2 xe máy và 13 người bị cuốn trôi. Phó Thủ tướng chỉ đạo các lực lượng ngăn chặn hai đầu cầu và dùng lưới để tìm kiếm người bị rơi xuống sông. Tuy nhiên, tỉnh báo cáo giải pháp cứu hộ hiện tại đang gặp khó khăn do lòng nước chảy xiết không thể cho người, phương tiện xuống ngay được. Thủ tướng đã có công điện giao cho Bộ Quốc phòng, Công an huy động lực lượng thực hiện việc cứu nạn cứu hộ. Lãnh đạo tỉnh cho biết đây là tuyến lưu thông chủ đạo, cho nên cần phải sửa chữa, khôi phục ngay. Tỉnh đề nghị dùng quỹ khẩn cấp để triển khai làm mới cầu và Bộ Giao thông Vận tải sẽ phải thực hiện ngay trong một năm. Trước mắt để tạo điều kiện cho người dân qua lại thì dùng cầu phao. Ông Ngô Đức Sáu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Thao, Phú Thọ cho biết, cầu Phong Châu sập trong điều kiện thời tiết phức tạp, nước sông dâng cao, phạm vi sập là 1/2 cầu phía bên huyện Tam Nông. Ông Sáu cũng cho biết các cơ quan chức năng sẽ trích xuất camera để xác định thương vong. Trước đó, khoảng 10 giờ sáng ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu nối hai huyện là Tam Nông và Lâm Thao, Phú Thọ đã bất ngờ sập xuống. Theo thông tin người dân cung cấp, thời điểm cầu sập, trên cầu có cả ô tô và xe máy. Cầu Phong Châu là một cây cầu bắc qua sông Hồng ở trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện là Lâm Thao và Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ. Cầu có lý trình tại km 18+300 quốc lộ 32C, kết nối xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao với xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông. Cả người cả xe cuốn theo nhau rồi, cháu nghĩ là không xuống đáy thì gần đến. Cũng bắt đầu cháu lấy hết sức hơi thì cháu thở lên được, đẩy lên được thì lên đến bờ thì gần như cháu hết hơi rồi. Nạn nhân thoát chết vụ sập cầu Phong Châu, bọn em rơi tự do xuống. Liên quan vụ sập cầu Phong Châu nối liền huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, một nam thanh niên đã thoát chết trong gang tấc, bàng hoàng kể lại khoảnh khắc kinh hoàng. Anh cho biết vì vụ việc xảy ra quá nhanh, khiến anh và một người đi cùng rơi tự do xuống. Sau đó, anh được người dân cứu giúp, đưa lên bờ. Trưa ngày 9 tháng 9 năm 2024, một nguồn tin cho biết cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng nối liền huyện Lâm Thao và huyện Tam Nông bị sập khoảng 2 nhịp. Cụ thể, sự cố xảy ra vào hơn 9 giờ sáng ngày 9 tháng 9, thời điểm này mực nước sông Hồng lên rất cao và chảy xiết khiến cầu Phong Châu bị sập. Thời điểm cầu sập, có nhiều phương tiện lưu thông. Tại hiện trường, rất nhiều người dân đang tập trung tại khu vực cầu Phong Châu để theo dõi vụ việc. Cả một nhóm người xôn xao khi trước mắt họ, cây cầu đã gãy đôi, phần giữa thân cầu đã chìm xuống sông. Lực lượng chức năng cũng đã có mặt phong tỏa hiện trường, đảm bảo công tác an toàn tại khu vực cầu bị sập. Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân hai lần bị khởi tố. Đỗ Minh Tân, 28 tuổi, tài xế xe tải cán qua nạn nhân hai lần, bị Công an Biên Hòa khởi tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ ngày 9 tháng 9. Động thái được Công an thành phố Biên Hòa đưa ra sau 9 ngày tạm giữ Tân để điều tra về vụ tai nạn giao thông khiến người đàn ông 38 tuổi tử vong trên quốc lộ 51. Trước đó, trưa 28 tháng 8, trời mưa lớn, anh Tô Hoàng Dũng, 38 tuổi, đi xe máy trên quốc lộ 51 hướng từ Bà Rịa Vũng Tàu về thành phố Hồ Chí Minh. Đến đoạn trước cây xăng Vina thuộc phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, anh va chạm với ô tô tải do Tân cầm lái đang rẽ phải vào cây xăng. Theo camera hành trình của ô tô đi phía sau, anh Dũng ngã xuống đường, bị bánh trước của xe tải cán qua. Ô tô tải dừng lại chừng 5 giây rồi tiếp tục chạy tới phía trước, khiến cho bánh sau của xe cán qua nạn nhân một lần nữa.
Sau tai nạn, lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu lực lượng công an thu thập tài liệu chứng cứ, điều tra hành vi của tài xế Tân có dấu hiệu giết người. Cơ quan điều tra trích xuất camera, thực nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, nhưng đến nay chỉ đủ cơ sở khởi tố Tân về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra toàn diện để làm rõ sự thật khách quan. 59 người chết do mưa bão, xe khách chở 20 người bị vùi lấp. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, đến 11:30 ngày 9 tháng 9, 59 người đã chết, mất tích do tác động của bão Yagi. Trong đó 9 người chết trong bão, 44 người chết do sạt lở đất, lũ quét và 6 người bị lũ cuốn. Ngoài ra, xe khách chở 20 người ở Cao Bằng đang bị vùi lấp. Xe khách của nhà xe Việt Trang lưu thông trên quốc lộ 34 hướng từ huyện Bảo Lâm đi thành phố Cao Bằng. Khi đến xã Ca Thành đã bị khối đất đá lớn từ ta luy dương sạt lở vùi lấp. Thời điểm bị nạn, trên xe có 20 người gồm hành khách và lái xe, 11 người quê ở xã Yên Lạc và 9 người xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình. Ông Trịnh Sĩ Tài, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, cho hay các cơ quan chức năng đang huy động công an, quân đội khẩn trương tiếp cận, tìm kiếm ô tô và nạn nhân. Hiện quốc lộ 34 sạt lở nặng nhiều đoạn nên lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn, ông Tài nói. Phương tiện chính di chuyển vào hiện trường ở xã Ca Thành chủ yếu là xe máy tăng bo qua các vị trí sạt lở hoặc đi bộ. Khoảng 7 giờ sáng 9 tháng 9, một đoạn đê sông Tiên Yên dài khoảng 30 mét tại khu vực Đông Sơn, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh bị vỡ. Nước sông ồ ạt tràn vào 4 thôn của xã Đông Hải, gây ngập úng từ 30cm đến 1 mét. Không có thiệt hại về người. Ông Lục Văn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hải cho biết, hiện chính quyền, người dân đã sơ tán tài sản và khắc phục sự cố vỡ đê. Theo ông Long, khu vực Bình Liêu cũng đang có lũ lớn. Tại Bắc Giang, đêm qua lũ trên sông Thương, sông Lục Nam lên cao, khiến nhiều khu dân cư và lúa, hoa màu ngập úng. Tại huyện Yên Thế, nước lũ tràn về gây ngập một phần diện tích tổ dân phố Dinh Tiến, thị trấn Bố Hạ và các xã Đồng Tiến, Đông Sơn, Canh Nậu. Sáng nay, lực lượng chức năng đã di dời người dân đến nơi khác. Tại huyện Lục Ngạn, nước sông Lục Nam đạt hơn 14 mét vào chiều qua. Nhà chức trách đã di dời gần 1.100 hộ dân bị ảnh hưởng. Truy thăng cấp bậc hàm cán bộ trại giam Quảng Ninh hy sinh khi làm nhiệm vụ trong bão số 3. Sáng ngày 9 tháng 9, thông tin từ Cục Tổ chức Cán bộ, Bộ Công an cho biết, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định về việc truy thăng cấp bậc hàm trước thời hạn đối với sĩ quan nghiệp vụ. Theo đó, truy thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá lên trung tá trước thời hạn kể từ ngày 8 tháng 9 năm 2024 đối với đồng chí Trần Quốc Hoàng, sinh năm 1987, quê quán Hưng Yên, thi hành án viên trung cấp, trại giam Quảng Ninh, Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng. Ngày 9 tháng 9, Bộ trưởng Lương Tam Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Nghĩa tỉnh Đồng đội Công an Nhân dân cũng đã ký quyết định về việc hỗ trợ 100 triệu đồng đối với gia đình Trung tá Trần Quốc Hoàng, cán bộ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại trại giam Quảng Ninh. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng về đảm bảo an toàn trại giam trong mọi tình huống, đặc biệt là các đơn vị nằm ở vùng bão đi qua, trại giam Quảng Ninh đã tổ chức ứng trực 100% quân số, thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho trại giam. Đồng chí Hoàng là cán bộ trực trại, được giao nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho trại giam. Từ sáng ngày 7 tháng 9, bão ập vào Quảng Ninh gây ra mưa rất to, gió giật mạnh, mất điện lưới hoàn toàn. Phân trại số 2, trại giam Quảng Ninh đóng tại xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh nằm sát sườn núi. Đêm cùng ngày, nước từ trên núi chảy xuống mạnh, xô đổ tường phía trước trại giam, tràn vào khu giam gây ngập, nguy cơ gây ra lũ quét. Nguy hiểm cho các phạm nhân và ảnh hưởng đến an toàn khu giam giữ nên cán bộ chiến sĩ trại giam Quảng Ninh đã tổ chức di chuyển phạm nhân lên sàn tầng 2 để đảm bảo an toàn. Mặc dù cán bộ chiến sĩ trại giam Quảng Ninh đã tổ chức di chuyển phạm nhân lên sàn tầng 2 nhưng nước vẫn dâng lên quá nhanh, có thể ngập toàn bộ khu giam nơi các phạm nhân đang ở. Chính vì vậy, khoảng 1 giờ ngày 8 tháng 9, đồng chí Trần Quốc Hoàng đã dũng cảm vượt mưa gió, ra mở cổng phía sau trại giam để tháo nước trong khu giam, đảm bảo an toàn cho đồng đội và các phạm nhân đang ở bên trong. Tuy nhiên, do nước quá lớn, chảy xiết nên sau khi mở cổng, đồng chí bị lũ cuốn đi. Trại giam Quảng Ninh đã phối hợp với lực lượng cứu hộ của Công an Quảng Ninh tổ chức tìm kiếm, đến 11 giờ 30 phút ngày 8 tháng 9, đã tìm thấy thi thể đồng chí Hoàng bị lũ cuốn cách hiện trường khá xa. Sau khi sự việc xảy ra, đoàn công tác của Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuyến,
Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đã đến ngay trại giam Quảng Ninh để chỉ đạo công tác phối hợp tìm kiếm, chuẩn bị tổ chức tang lễ và khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.